Em chụp hình cho em nè, sầu bơi chân mày nè, tôi em bơi ra phía này đi to. Em bưa cái phao cho bé Vi đi. Rồi em đưa cái nón đi. Rồi thôi em muốn làm gì làm, anh đang quay nè. Em bị hụt chân ra ngoài đó luôn. Thì em bơi một cái ao đi. Bơi ra cái ao đó, em dịnh ngoài đó to. Trời ơi, khẩu trang nữa. Nói nghe nè, anh quay nè, em bơi ra cái ngoài kia, em dịnh cái thành bồ này kia. Ừ, bỏ đi quăng lên bờ đi. Quăng lên bờ hả? Nhưng mà rồi 1 2 3. À rồi 3 3 3 ra đây. Anh chụp hình nha. Đừng có bụng. Nè tôi nhìn nè. Chụp đổi lại chân dung nha hay sao? Thôi vậy được rồi. Đẹp quá à. Tôi đẹp quá tôi. Không có. Nè bé Quỳnh nè. Bé Vi bơi ra đây con ơi. Con bơi ra đây. Dịnh dịnh nó quỳnh đỡ rồi nó lút phía sau luôn. À, đây là cái hồ bơi vô cực của Amiana. Cái resort này thì cách thành phố Nha Trang khoảng 10 cây tính từ trung tâm về phía bắc.
Ở đây nó sẽ có những cái biệt thự ven biển như thế này. Nó rất là đẹp. Biển ở đây nó cực kỳ là lạ luôn, vì cát rất là trắng, trắng bóc luôn. Mà nước biển lại màu xanh ngọc bích nữa. Rất là kỳ lạ luôn, khác với lại trong trung tâm thành phố Nha Trang á, thì nó màu xanh dương. Nhưng mà để khu vực này thì xanh ngọc bích. Đây có hai cái cô nè. Nãy giờ cô đưa mông đưa đít ra rồi làm muốn rớt cái máy quay luôn à. Đây được. À, lén rồi. Cô quá đẹp luôn. Quá dữ dội luôn. À. Đâu rồi, để bé Quỳnh cái trời. Lo nhìn đít không à, chết luôn á. Lo nhìn đít cái bỏ vừa rơi bé Quỳnh à. Vi ba chụp con cái chân mây cái nè Vi. Vi nè, đó rồi con, rồi nha, chưa nha, con quay mặt lại đi. 1 2 3. À, cái nữa đi Vi, cái nữa đi Vi. Cái này con không nhìn được camera không? Rồi rồi, thôi con ghi óc của con thôi. Rồi. Chân mây với Vi nha. Ba chụp mấy tấm rồi đó Vi. Rồi lấy cái view bên này nha, view bên này nè. Vi đi đâu vậy? Có chừng nha. Nói chứ cái hồ bơi này 1m6 lận. Bởi vì mới cao có 1m3 đúng không? Lúc đầu rồi. Ủa sao cái tay nó thụng xuống rồi sao? Từ từ. Bây giờ bé Quỳnh nè, xỏ cái tay lên. Bé Quỳnh để cái tay lên. Đẩy lên nè. Rồi đó, đúng rồi. Rồi ngửa người phía sau, không có gì hết á. Đây có ba mẹ. Toàn là những vận động viên bơi lội cừ khôi cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Gì vậy cơ? Rồi, hai cô ra đây. Đó, hai cô dữ dội luôn. Bây giờ hai cô chu đích, chu mông lên. Làm chịu không nổi luôn nè. Thôi, mình rờ đích nhỏ này thôi được rồi. Cho Tô quay lưng lại, anh chụp cái nón lá cái ta. Quay lưng lại. Đó, có chữ Ariana nè. Amiana nè, đó. Đúng rồi. Số 2 đưa thẳng đứng lên, đứng đưa nghiêng, đúng rồi. Rồi, quay mặt lại. Rồi, đưa mặt lại, đưa số 2 thôi, quay mặt lại thôi. Rồi, cái nữa nè, view này nha. Trời ơi, siêu cool, siêu ngầu luôn. Quay để mọi người ủng hộ Amiana nha, hiện tại đang vắng quá. Bây giờ em hít lên, bà Na chụp cho em nha. Ờ, hít lên đúng không? Hít lên sao? Không, em chụp để em chụp nó thấy chú nào. Rồi rồi, quay chỗ khác. Rồi, nhảy lên đi. Quay với Vi. Chú chào, ôi, chú nhện nhện luôn. Vi cười quá, chị cười luôn nè, đúng chưa? Đẹp không Vi? Mẹ tôi có đẹp không? Đẹp, bao đẹp. Rồi, 1 2 3. 1 bô. Trời, có ánh nắng lên nè Tô. 2 bô. Rồi, đưa cái chân dài gác lên. Trời ơi, cong lên. Chú cha ơi. 2 3. 1 2 3. Đưa cao lên mới được. 2 3. Đẹp á. 2 3. 2 3. 2 3. Chụp dưới mặt nước lên nè. À, cong chân lên mới đẹp chứ ai để thắng buộc. 1 2 3. Qua view bên này lấy mấy cái dừa. 2 3. Rồi, xa xa nha. 1 2 3. 1 2. 1 2. Cứ nói 1 2 3 bấm là tự xử nha. 1 2 1 1 1. À, chụp hơi bị nhiều quá. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Đẹp quá. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Hất nước. 2 3. Ai giống khùng với mẹ đâu có nước đâu. 1 2 3. Ba, con thích kìm. Con bơi vô đi.
Bây giờ ba sắp hết chịu nổi rồi, thôi mình đi vô bờ đi ba. Rồi nãy giờ mẹ tôi solo thôi. Ai à, ôi tiếng tụi tôi nha. Ôi à. Cái con vịt đâu rồi, quay qua là con vịt kìa. Chụp nữa hả? Ai à, con vịt đâu con. Con bơi ra lấy con vịt đi. Con không có bơi được. Đừng có làm bộ đi, bơi vô đây đi. Nó thật cái gì? Làm bộ hoài à. Biết bơi mà làm bộ. Con vẫy tay vẫy chân. Mệt quá. Làm cho người khác sợ. Quên nè. Quên. Thả Quỳnh đi, theo Quỳnh nè. Theo của Quỳnh rồi. Ơi, 1, 2, 3 nè. Nè, đút cái đầu vô. Đút cái đầu vô. Vi, vi. Mò, quên. Quên ơi, mò. Tính vô không? Giờ không có em. Đi vô nha. Rồi, bà cười, bà chạy trước rồi. Cái bà già kia đến trước rồi. Bà già là mẹ. Thôi, tới lên bờ thôi. Thôi, đi không có mắt kính rồi.
Thank you.